Ê, dạ, biểu ơi. Dạ dạ. Tới rồi, sao không lo kiếm tiền lì xì lo lai lặng ra sớm rồi vậy? Trời, vậy là ông Tám chưa biết chuyện gì rồi. Biết rồi, kênh YouTube mày được 2 triệu người đăng ký chứ gì. Mày phải hoài tao thuộc lòng luôn rồi nè. Không phải. Chuyện đó là cổ rồi, còn chị đây là động trời hơn nữa nè. Chuyện gì vậy? Con mới ra MV ca nhạc Tết. À đù, mày ca luôn hả? Dạ đúng rồi. Ủa, vậy là ông Tám chưa coi hả? Ông Tám thì lấy điện thoại mở YouTube lên, ông Tám coi đi. Thôi, con đi à, cái gì, mà thôi thông báo cho mọi người nha. Ê, thôi khỏi biết rồi. Sáng giờ mày chạy khắp xóm la làng, ai cũng biết và coi hết rồi. Còn mọi người chưa biết kìa. Thôi, mọi người ơi, mọi người coi MV Tết của Si chưa? Nếu mọi người chưa coi á, thì hãy qua kênh Si Official coi nha. Ai vào Si lên, sớm trên đi thông báo tiếp đây.